Thứ nhất, bằng kéo ta có thể ấn nhẹ như một tí xíu và cầm một tay đây, cầm đây và có thể lắc một nhẹ cái xíu. Ngón tay của ta tút với điện thì chúng ta để như thế này, bốn ngón này cầm lại, ngón cái đẩy ra và cái tay này phải bẩy lên như một cái đòn bẩy. Đây, các bạn thấy không, rất là dễ dàng. Rất là dễ dàng. Và nếu chúng ta không có kéo, có kìm to thế này cũng được. Rất là dễ dàng, chúng ta điện ra. Nếu không thì là khó khăn. Còn một cách nữa đó là cách đốt. Trong những lúc mà bí quá chúng ta không có, cho nên ngón tay thì rút ra cẩn thận, kiểu nóng nha các bạn, cũng được. Nếu không thì ta cứ dùng cái dao bào, đây là cái dao bào hữu A, chúng ta cắt từ đây, lấy cái dao bào. Có những sợi điện to các bạn tước không nổi, chúng ta phải bào mỏng nó đi. Đây, cuối cùng ta tước. Chứ hàng cái dao này cũng làm được, cái dao này bị chó cắn rồi các bạn ạ. Trời, con chó nào mà nó ghê thiệt. Chúng ta khứa nhẹ thôi các bạn. Vậy gọt nó từ từ. Được. Như các bạn có, đây là cái mỏ hàn. Đặc biệt cái mỏ hàn này, các bạn muốn hàn mà cho nó dính thì các bạn lựa những cái nơi sáng nhất của cái mỏ hàn, chích chì vô đây thì hàn tất cả những thứ gì mà cũng dính hết. Thấy không? Rất là dễ. Đây. Chúng ta phải tập, đặc biệt cái ngón tay của chúng ta, năm ngón tay chúng ta phải tập thường xuyên. Ví dụ ở đây tôi có 5 sợi dây điện. Muốn trước khi hàn thì phải si chì nó. Tại vì si chì ở dính ở đầu này thì các bạn hàn ở nơi khác thì nó dễ dính hơn. Ví dụ cầm lên đây thì hai cái ngón này cầm đây. Chì thì chúng ta cầm như thế này. Chì chúng ta cầm như thế này. Hoặc là chì chúng ta cầm, hay là cái này ta cầm như gì, chì ta cầm như gì. Các bạn thấy không? Ví dụ như tôi hàn đây, hàn đây, hàn đây. Và tôi có thể linh động. Đó, các bạn tập luyện như thế nào để mà mình có thể hàn được. Ví dụ cái này tôi cầm, những vật nặng bự quá tôi cầm đây được. Đó. Cái ngón tay tôi có thể đưa tới đưa lui được. Đưa cái điểm sáng của cái mỏ hàn. Đây. Đây. Rồi, hai chân đã lên. Và tiếp tục các bạn lấy nó ra. Các bạn thấy không?